Xin chào các bạn, đây là hơn hóm lươn của mình đây các bạn. Đang được xử lý với một cái chất không hư hom. Và thứ hai là để con lươn nó bắt mùi. Các bạn thấy không? Rất là đẹp các bạn. Hóm lươn này. Các bạn thấy không? Này. Rất là đẹp. Hàng của mình, hàng độc quyền luôn. Các bạn thấy không? Đây là cho ngâm. Mình ngâm được khoảng 5 tiếng. Rồi vớt lên rồi sấy khô. Đấy. Đấy. Rất là đẹp các bạn. Đấy. Các bạn thấy đẹp không? Và đây nữa các bạn. Hai chậu. Rất đẹp. Hom 48 này, trắng tinh này, các bạn thấy không? Trắng mồng mơ luôn này. Này. Còn đây hom 60 này. Đẹp. Rồi. Đấy. Rất đẹp. Thế nha, chào các bạn, hẹn gặp lại.